Hello anh em, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con iWin anh em. Đấy, thì hôm nay mình lại tiếp tục vác số vốn là 106k. Hôm nay mình sẽ vào bắt quay thú cho anh em xem nhá. Đấy, thì vốn 1 lít thì trước khi quay thú thì mình vẫn tiếp tục lật poker trên dưới lên tầm khoảng vài lít rồi mình sẽ vào bắt quay thú cho nó dễ cho anh em xem, đỡ mất thời gian của anh em nhiều nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ lật tiếp. À đù, mẹ mình gọi anh em ạ. Mẹ đang chơi game, mẹ gọi anh em ạ. Đang chơi game mẹ ganh đấy anh em. Đấy. Làm gì mà nghe được mẹ ơi. Con đang kiếm tiền. Rồi anh em ơi, tiếp tục nhá. Đấy, không game thì lấy gì mà nuôi mồm anh em. Rồi lên 398k này. Rồi anh em cùng đón xem hôm nay vốn 1 lít của mình thì lên được bao nhiêu anh em nhá. Rồi anh em nhớ đón xem hết clip giúp mình nhá. Còn anh em nào mà chưa trải nghiệm với con iWin này thì link mình đã ghim dưới phần bình luận với là mô tả rồi nhá. Anh em chỉ cần tải về, liên kết xong gửi ID qua Zalo cho mình, số Zalo mình trong mô tả nhá. Rồi mình sẽ lật bên dưới phát nào. Rồi 430 này. Rồi anh em đi bóc qua cho mình thì sẽ được nhận cốt, nhận khuyến mãi. Với lại đặc biệt nữa mình sẽ đưa anh em về bờ nhá. Mỗi người duy nhất 1 đến 2 lần nhá. Không quá 2 lần. Vì thời gian mình không có nhiều, mình chỉ đưa tầm ngày tầm 1, 2, 3 người là cùng thôi. Đấy, không quá 3 nhá anh em. Tầm 2, 3 người thôi. Rồi 1 cụ 6 rồi, bây giờ thì mình sẽ vào con quay thú anh em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ vào quay thú này. 2, à đù, 4 chim rồi anh em, vãi nồi chưa. 5 chim này, lại về bồ câu tiếp này. 2, 4, 6, 7 chim mồi. Bệt 7 chim mồi anh em ạ. 2, 4, 6, 7 chim mồi. Vãi cái nồi cái cầu này. Cầu gì mà 7 chim thế này. 7 chim mà bây giờ mình sẽ bẻ phát anh em nhá. Mình sẽ bẻ phát một con 5 lít anh em nhá. Kiểu gì cũng có lãi à. Ít nhất nếu mà về con x6 á, ít nhất cũng lãi được tầm một nửa anh em nhá. Đấy, 5, 6, 30, 3 củ thì trừ mất một củ thì vẫn còn được. Trừ mất một củ mốt thì vẫn còn được 2 củ anh em. Úi, x8. X8 550 ngon luôn anh em à. Lái 3 củ nhá. Hơn chứ. 58 40 4 củ 2 anh em à. Đấy, chơi là phải thế này. Trừ vốn 5 lít nữa là ôi đâu, 1 triệu rưỡi nhỉ? Đúng rồi, 1 triệu rưỡi đang còn lái gần 3 triệu anh em ạ. Đấy, phát đầu tiên thế được rồi. Bệt chim 7 phát rồi thì bây giờ mình sẽ bệt thú cho anh em xem này. Đấy, mình chỉ chơi 3 tay, mình bỏ con X12 thôi anh em nhá. Chơi 3 tay cho nó chắc ăn anh em ạ. Tỷ lệ ăn nó cao hơn. Nhưng mà anh em phải biết được tỷ lệ phần trăm nó về thú, về chim nó cao như thế nào. Rồi, X8 anh em ơi, 7 lít X8 nhá. Ngon. 7-8 bao nhiêu này, 5-6 à? Ui, 2 phát anh em kìa. 2 phát lên 7 triệu 6 luôn anh em kìa. Đấy, anh em đang xem mình nhớ ủng hộ mình một like, một lượt đăng ký nhá. Và đừng quên comment mua bên dưới phần bình luận để mình quay random phát lọc cho anh em nhá. Đấy, và anh em có yêu cầu bắt cầu thử thách gì thì cứ comment bên dưới nhá. Mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của từng anh em nhá. Rồi, nãy bệt chim rồi, bây giờ chả lẽ không bệt thú anh em. Chim đéo gì nhiều. Đù mẹ, nó bệt chim tiếp rồi. Cá bập trắng là chịu rồi anh em ạ. Cá bập trắng thì bó tay rồi. Nó về cá bập trắng với cá bập vàng thì chỉ có bó tay thôi anh em ạ. Bó tay chấm com thôi. Rồi. Mình thì đưa anh em về bờ tầm khung giờ trưa anh em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ ra một lại phát xem sao anh em. Hát đù. Sao lại cầu khác rồi, sao bàn khác rồi anh em. Sao bàn khác rồi, vãi cái đái anh em ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt tiếp thú anh em nhá. Đấy, vừa về con thỏ xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt tiếp anh em. Bắt con thỏ, con khỉ với lại con gấu trúc, mỗi con 2 củ nhá. Mình sẽ bắt mỗi con 2 củ anh em nhá. Ôi mong về anh em ạ. Máy hồi hộp quá anh em. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Ôi gấu trúc đi. Gấu trúc, gấu trúc 2 triệu 28, 28 bằng mấy nhỉ? 16 à? 16 củ anh em ạ. Nhẹ nhàng chưa? 16 triệu. Ok luôn anh em nhá. Đấy, anh em nào mà chưa có trải nghiệm con game này thì link trong mô tả nhanh tay tải để được đưa về bờ miễn phí với lại cốt khuyến mãi hàng ngày anh em nhá. Làm một phát nữa đi anh em ạ. Một phát đi, đang có lái là một phát đi. Vốn có 100k cứ chơi thoải mái, tẹt ga, tẹt bô đất xích thì thôi anh em ạ. Đấy, hôm nay vào game mẹ gọi may mắn quá anh em ơi. Ăn tiếp 1 triệu rưỡi x8 anh em này. 1 triệu rưỡi x8 đấy nhá. Ok chưa, uy tín chưa? Uy tín chưa anh em? 4 thú rồi anh em ạ. Lên 22 củ này. 22 củ chắc mình chơi tầm vài tay nữa nha anh em. Tầm 2 đến 3 tay nữa mình nghỉ.
Đấy, thế thôi anh em ạ. Mình không muốn mất thời gian của anh em. Mỗi video mình chỉ làm vỏn vẹn tầm khoảng 6-7 phút thì thôi, cho anh em xem vừa giải trí này, vừa vui chơi này. Đấy. Đấy, vừa giảm đỡ căng thẳng mỗi khi anh em bay mất này, đúng không? Ok, 1 triệu 5 x8 gấu trúc nữa anh em ơi, là bao nhiêu? Là bao nhiêu anh em? 18 cụ lên bao nhiêu? Lên 30 cụ anh em ạ. À, nhẹ nhàng tình cảm anh em ơi. Chả có gì là khó anh em ạ, à, không có gì là có thể khó, làm khó được mình cả anh em ạ. À, đấy, bệt thú nè. Bệt thú nè, bệt thêm một tay này nữa nghỉ này. Tay này à, để mình xem nào. Không biết có ăn nổi không. Tay này 3 triệu anh em nhá. Bệt thú phát nữa thì đẳng cấp luôn anh em ạ. À, bệt thú phát nữa thì đẳng cấp luôn, khỏi phải bàn cãi luôn anh em ạ. À, rồi. Địt cái mẹ vào sư tử x12 kìa. Thú nhưng mà nó lại thú này thú lạ lắm anh em ạ. Cũng là thú nhưng mà thú này nó lạ lắm anh em. Thú này mình đéo chơi. Mẹ còn 27 triệu bây giờ mình sẽ nghỉ nhá. Ok, lãi 27 triệu anh em nhá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹp lại anh em vào ngày mai nhá.